Chào Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6:30 giờ, giờ California, tức là 8:30 giờ, giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay trước khi mà chúng ta bước qua phần đọc comment và thảo luận đầu tiên hết là bản tin quốc tế lãnh đạo của hungary kêu gọi sự thay đổi trong cái nghị trình hàng đầu trong cuộc bầu cử tại âu châu và trong đó gần như là ông đã tuyên bố là sẽ không để cho ukraine gia nhập vào nato thủ tướng của hungary ông viktor orbán trong ngày thứ tư đã thúc giục các cử tri là bác bỏ các cái đảng chính trị dòng chính ở tại Âu Châu trong lúc đang có cuộc bầu cử của Liên hiệp Âu Châu về sự thất bại trong vai trò lãnh đạo của họ và đồng thời nói rằng Ukraine sẽ không bao giờ được cho phép đã gia nhập vào Liên minh Nato. Ông Obama được xem là một trong những nhân vật bảo thủ đang phát biểu ở trong cái hội nghị quốc tế ở tại Brussels dành cho những người chính trị cánh đa hữu của Âu châu cũng như những người ủng hộ và trong đó ông đã chống lại cái chính sách về môi trường của Liên hiệp Âu châu cũng như là những quy tắc áp đặt cho ngành nông nghiệp mà ông nói rằng đã bỏ rơi tất cả những nông dân của Âu châu rơi vào tình trạng khó khăn và ông nói rằng cái chính sách khủng hoảng về di trú của Âu châu là một trong những cái vấn đề thách thức nhiều nhất Hiện nay gần như là bầu cử của Âu Châu sẽ có thể thay đổi cái phần lãnh đạo. Ông Orbán đã phát biểu với khoảng 200 người trong một cái chiến dịch hỗ trợ cho lực lượng cánh hữu tại Âu Châu. Và trong đó ông nói rằng nếu các lãnh đạo chứng minh không có ra cho thấy rằng là họ được tốt hơn thì họ cần phải thay thế. Rất đơn giản ông đã cho biết như trên ông Orbán được xem là một người à, bị xem là cực hữu ở tại âu châu và dường như ông đã có sự đối đầu với lại các lực lượng chính trị khuynh tả tại âu châu và trong đó ông cho rằng là cái cuộc họ bầu cử sắp tới của liên hiệp âu châu rất quan trọng là phải thay đổi cái thành phần lãnh đạo để thay đổi cái tình hình tại âu châu hiện nay thì phía của quỹ hội âu châu đã bác bỏ việc mà hungary có thể nhận hàng tỷ mỹ kim à, trong vấn đề lo ngại và họ cho rằng dưới quyền lãnh đạo của ông thì nền dân chủ của hungary bị thụt lùi và có khả năng sẽ thiếu quản lý trong cái nguồn tiền của Âu châu. Trong đó thì ông Orbán, người đã nhận chức thủ tướng của Hungary từ năm 2010, đã lên tiếng và bà nói rằng sự thất bại của liên hiệp Âu châu trong việc cấm cấm vận trong vấn đề của Ukraine. và ông nói rằng cuộc chiến này ông Vladimir Putin sẽ có thể chiến thắng và tôi chắc chắn rằng nếu mà cái chính sách hiện nay của Âu châu thì sẽ làm cho chúng ta thất bại thêm. Đây là một trong những lời tuyên bố mới nhất của ông Viktor Orbán cùng một lượt tại âu châu trong ngày hôm nay thì belarus đã bỏ phiếu cho việc hủy bỏ một cái hiệp ước với lại liên hiệp âu châu và các quốc gia khác tại âu châu bản tin từ belarus cho biết thì quốc hội của quốc gia này trong ngày thứ tư đã bỏ phiếu và ngưng lại một cái hiệp ước về quân sự với âu châu trong đó gần như là một điểm then chốt có thể dẫn tới một cái biến chuyển mới sau khi mà Nga đã rời khỏi cái hiệp ước này vào năm ngoái khi các phía đã từng ký kết ở thập niên 90. Dự luật này được giới thiệu bởi nhà độc tài của Belarus là ông Alexander Lukashenko hồi đầu tháng này, trong đó sẽ dọn đường cho Belarus, một đồng minh thân cận của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, có thể gia tăng cái khả năng quân sự của họ và các nhà lập pháp của Belarus đã thống nhất đã chấp thuận cái dự luật này kêu gọi ngưng lại cái hiệp ước với lại phía của Âu Châu và Lukashenko hiện nay đang chuẩn bị để ký dự luật này trở thành luật và hiệp ước này vốn đã được ký năm 1990 trong đó giới hạn các xe tăng các thiết xa cũng như các chiến đấu cơ và các vũ khí hạng nặng có thể được khai triển tại Âu Châu và điều này là quân bình cái lực lượng quân sự của khối Tây Phương với các quốc gia vốn nằm một phần trong cái hiệp ước về chiến tranh ở Warsaw tức là những quốc gia thuộc Đông Âu tuy nhiên thì Nga đã rút ra khỏi hiệp ước này vào tháng 11 năm 2023 và các quốc gia của Âu Châu cũng đã bắt đầu đối phó với tình trạng gọi là tình trạng nga rút ra và họ tăng cường các cái loại vũ khí của họ ở các biên giới của NATO và Belarus được xem là một trong những quốc gia đang có những cái bệ phóng nguyên tử và những cái vũ khí nguyên tử của Nga. Trong đó gần như là họ đã bắt đầu chuẩn bị cho một cái bước kế tiếp là tăng cường khả năng quân sự của họ và ngưng lại tất cả những cái hiệp ước gọi là về quân sự với đại phía của Âu Châu. Đây được xem là một quyết định có thể thay đổi cục diện tại Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một kẻ làm gián điệp cho Nga đã bị bắt giữ tại nước Đức sau khi mà ông ta đã tìm cách đưa tất cả những cái vũ khí tấn công để hỗ trợ cho của Nga tại Ukraine. Cảnh sát của Đức cho biết họ đã bắt giữ hai nghi can được xem là nhân viên mật vụ và tình báo của Nga. Những người bị cáo buộc là dự tính sẽ phá hủy và tấn công vào các cái vị trí quân sự của Hoa Kỳ và chuyển tất cả những cái vũ khí tấn công tới chiến trường của Ukraine. Hai người này là công dân Đức gốc Nga và họ đã bị bắt giữ bởi cảnh sát Nga của Đức vào ngày thứ tư ở một cái thị trấn có tên là Baruys và các công tố viên đã cho biết vào sáng ngày thứ năm. Đây được xem là hành động mới nhất trong các hoạt động và tai tiếng về gián điệp đang gây sửng sốt cho nước Đức. Và giới tình báo của Đức trong thời gian gần đây cho biết, họ đã phải xử lý rất nhiều những cái vụ án liên quan tới các hoạt động tình báo của Nga. Và một trong những nghi can chính là ở trong cái vụ án gọi là Bavaria, trong đó được xác nhận có tên là Dieter, mươi 39 tuổi, vốn là công dân Đức gốc Nga ông ta bị cáo buộc là có hành động giống như là một nhân viên pha tình báo của Nga và trong đó bao gồm luôn âm mưu phá hoại và kể cả việc mà ông ta chuyển vũ khí vào cho phía của Ukraine. Đây được xem là một trong những cái hoạt động tình báo của Nga ở tại Đức đã bị phá vỡ bởi lực lượng cảnh sát của Đức và lực lượng tình báo của Đức và trong đó mô tả những người này làm việc cho cơ quan mật vụ của Nga và có cái ý định là không tốt khi mà đang có âm mưu tấn công và gây phá hoại trong các căn cứ Hoa Kỳ của quân sự Hoa Kỳ trú đóng tại nước Đức. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay sau khi bị cấm vận bởi Liên Hiệp Âu Châu Nga dự tính là xây một cái uh, lộ trình mậu dịch của họ ở tại Á Châu để làm suy yếu các cái uh, gọi là lệnh cấm vận của Âu Châu đối với họ Bản tin từ hãng thông tấn Bloomberg cho biết Nga đang bị uh, chuẩn bị để mà xây dựng hàng loạt những cái hệ thống được xem là vận chuyển và các cái hành lang vận chuyển giữa Âu Châu và Á Châu. Trong đó tìm cách làm suy yếu những cái lệnh cấm vận của Liên hiệp Âu Châu nhắm vào nước Nga sau khi mà họ xâm lăng Ukraine và điều này có thể sẽ gây ảnh hưởng về cục diện của Á Châu và các cái hệ thống này bao gồm các cái uh, hệ thống vận chuyển bằng đường biển và các cái hệ thống làm việc và bằng xe rửa sẽ đi từ ở, ở Iran qua khu vực của biển Arctic tức là ở khu vực ở Bắc Cực và trong đó có thể sẽ gia tăng cái tham vọng của Moscow là tăng quyền lực của họ tại Á Châu giữa lúc mà Ấn Độ và phía Trung Quốc cũng đang tìm cách gọi là phát triển cái nền kinh tế của họ đang cạnh tranh với Âu Châu và họ cho rằng cái tiềm năng mà cái trục lộ về thương mại và mậu dịch từ khu vực của Âu Châu và Á Châu thông qua nước Nga sẽ là một cái lộ trình quan trọng và tránh cho tình trạng ông Vladimir Putin sẽ bị cô lập trong cuộc chiến của ông ta tại Ukraine và cái uh, chi phí này dự tính là sẽ cắt giảm 30 tới 50 cái chi phí vận chuyển ngang qua kênh đào su và xóa đi tất cả những cái vấn đề liên quan tới an ninh ở khu vực Hồng Hải giữa lúc mà nhóm Hồi giáo Houthi đang tấn công vào cái uh, hệ thống vận chuyển quốc tế ở khu vực này để mà chống lại Do Thái trong cuộc chiến chống lại Hamas ở giải Gaza. Và các cái hỏa tiễn của Iran còn và tròn của Iran tấn công vào do thái cũng đã gây ra tình trạng hỗn loạn ở khu vực trong khi đó thì hoa kỳ và các quốc gia đồng minh tây phương đang tìm cách ngăn chặn cái sự phát triển về kinh tế của nga đặc biệt là những quốc gia chính ở tại á châu và các nền kinh tế ở vùng vịnh trong đó gần như là phía của nga đang có tham vọng là sẽ xây dựng một cái hành lang về mậu dịch ở khu vực từ âu châu qua á châu đi ngang qua nước nga và trong đó họ có thể sẽ thực hiện cái tiến trình này và có sự tham vọng của trung quốc đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất và nga dự tính là sẽ chi ra khoảng 25 tỷ mỹ kim để cho nâng cấp các cái trục lộ à, thông qua iran và cải thiện tất cả những cái hệ thống được xem là đường ống dẫn khí đốt đường ống dẫn dầu cũng như là họ nói rằng sẽ có những cái sản xuất về icebreaker tức là sản xuất những cái tàu phá băng của nga ở tại nga và trong đó sẽ cung cấp cho một số quốc gia mà họ cho rằng thân thiện với nước nga đây được xem là một cái chiến lược mới của Nga nhằm tránh lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và Âu châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo Âu châu cam kết là sẽ có những hành động cấm vận cứng rắn hơn nhắm vào Iran, giữa lúc mà tổng thống của Ukraine đang yêu cầu sự ủng hộ cho họ mạnh hơn. Các nhà lãnh đạo của Liên hiệp Âu châu trong ngày thứ tư cam kết rằng họ sẽ gia tăng lệnh cấm vận nhắm vào Iran, giữa lúc đang có e ngại là Iran tấn công chưa từng có vào Do Thái sẽ khởi động một cuộc chiến tại Trung Đông. Trong khi đó, thì Tổng thống Zelensky của Ukraine đã sử dụng cái hội nghị thượng đỉnh này để nhắc nhở các lãnh đạo của Âu Châu là quốc gia của ông ta đang trong tình trạng rất tệ hại và rất cần sự ủng hộ trong cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của Nga. Các nhà lãnh đạo của Âu Châu đã bắt đầu thảo luận đến việc ban lệnh cấm vận đối với nhà nước Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, thì tổng thống pháp là ông macron nói rằng các cái uh, dự luật mới này nhắm vào những cá nhân nào giúp sản xuất hỏa tiễn và tròn đã từng được sử dụng trong cái cuộc tấn công vào cuối tuần qua trong một bản statement minh được đưa ra trong ngày đầu tiên cho hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia nằm trong liên hiệp âu châu trong đó tập trung vào cuộc chiến của ukraine và gia tăng cái việc gọi là cạnh tranh của cái uh, uh, nhóm kinh tế của 27 quốc gia này các nhà lãnh đạo của âu châu cảnh báo là phía của liên hiệp âu châu đang phải có những cái thách thức và trong đó bao gồm luôn việc đối phó với tình trạng nguy hiểm về tình trạng mà Iran đã sử dụng tròn và hỏa tiễn tấn công vào dầu Thái. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất trong cái hội nghị thượng đỉnh của 27 quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu. Chủ tịch của cái quỹ ban đối ngoại của Âu Châu là ông Joseph Borrell cùng với là các viên chức của ông đã bắt đầu đưa ra những cái dự luật này, trong đó gia tăng lệnh cấm vận. Tuy nhiên, bước cần thiết nhất là phía Âu Châu phải tập trung vào việc đối phó với việc tròn của Iran đã được sử dụng trong cái cuộc chiến của Nga tại Ukraine và đã được bán và sản xuất trong nước Nga. Đây được xem là một trong những cái phiên họp khá quan trọng của Liên Hiệp Âu Châu nhằm hoạch định chính sách của họ trong cái tình hình mới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Âu Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Netanyahu đã lên tiếng bỏ mặt lời kêu gọi tự chế và nói rằng Do Thái sẽ tự quyết định làm cách nào để phản ứng với cuộc tấn công của Iran. <laughs> Bản tin từ Jerusalem cho biết thì Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu trong ngày thứ tư nói rằng quốc gia của ông sẽ là cái quốc gia quyết định làm cách nào phản ứng với cuộc tấn công của Iran trong cuối tuần qua và trong đó bỏ mặt tất cả những lời kêu gọi là tự chế của những quốc gia được xem là đồng minh thân cận của Do Thái. Do Thái đã tuyên bố họ sẽ có cuộc phản ứng đối với cuộc tấn công chưa từng có của Iran nhắm vào lãnh thổ họ vào cuối tuần qua. Và đồng minh của Do Thái dường như đang áp lực quốc gia này là nên giảm lại cái tình trạng trả đũa, trong đó có thể dẫn tới tình trạng gọi là bùng nổ cuộc chiến tại Trung Đông. Giữa lúc đang có các ngoại trưởng của Anh và của Đức viếng thăm Do Thái, và áp lực ngoại giao này diễn ra giữa lúc mà Tổng thống của Iran tuyên bố chỉ cần một cuộc xâm lăng nhỏ của Do Thái nhắm vào lãnh thổ của Iran thì sẽ là một cái cuộc chấm dứt cho lãnh thổ của Do Thái và hiện nay thì phía Do Thái cho biết là họ sẽ quyết định có thể sẽ có cuộc trả đũa tuy nhiên mức độ và thời điểm thì họ không cho biết thêm chi tiết phát biểu với lại cái nội các chiến tranh thì ông Netanyahu trong cuộc gặp gỡ vào ngày thứ tư vừa qua nói rằng ông đã gặp gỡ với lại các ngoại trưởng của ngoại quốc và cảm ơn sự hỗ trợ của họ tuy nhiên ông nói rằng Do Thái vẫn sẽ đưa ra quyết định của chính mình trong cái việc tự bảo vệ trước tình trạng đe dọa và cả, mặc dù là có ba quốc gia gồm có Anh, Hoa Kỳ và Pháp đã hỗ trợ cho Do Thái trong việc bắn trận các cái tròn và hỏa tiễn của Iran. Tuy nhiên, ông nói rằng tôi nói rất rõ ràng là chúng tôi sẽ tự quyết định và quốc gia của Do Thái sẽ làm tất cả những điều cần thiết để tự vệ. Đây là lời khẳng định của ông Netanyahu đưa ra cho thấy là có một cái chiều hướng báo hiệu là Do Thái sẽ có thể mở cuộc tấn công trả đũa nhắm vào lãnh thổ của Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Trung Đông ngày hôm nay, lực lượng Hải quân Hoa Kỳ cho biết tổng số tiền mà họ chi ra cho việc bắn trận các hỏa tiễn của Houthi -Ti ở trên vùng biển Hồng Hải và kể cả những cái đối phó với những cuộc tấn công của nhóm dân quân Hồi giáo xung quanh ở Iraq và Syria nhắm vào các căn cứ quân sự của họ đã lên tới 1 tỷ Mỹ Kim. Bản tin mới nhất cho biết thì kể từ khi mà bùng nổ cái cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ của Do Thái vào ngày 7 tây tháng 10 thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã phải tổn phí lên 1 tỷ Mỹ Kim cho các chiến dịch quân sự của họ trong khu vực bao gồm luôn việc bắn rơi các cái tròn và hỏa tiễn từ Horty ở khu vực Biển Hồng Hải. Phát biểu trước Ủy ban đặc trách về đạo đức ở Thượng viện thì à, tư lệnh hải quân là ông Carlos del Toro nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ là hiện nay gần như là phía của hải quân đã chi phí khá nhiều cho những cái phản ứng của Hoa Kỳ ở khu vực Trung Đông và chúng tôi gần như đã chi ra hàng tỷ Mỹ Kim cho vấn đề đạn dược và chúng ta cần phải có thể cái uh, hỗ trợ tiếp uh, ở trong những tuần lễ kế tiếp và ông del toro nói với quốc hội rằng lực lượng hải quân đã sử dụng tất cả những cái hệ thống hỏa tiễn của họ bao gồm cái hỏa tiễn gọi là do hãng uh, Raytheon sản xuất gọi là Tenda missiles uh, second và tender missiles six uh, đã được xem là những cái hệ thống uh, ngăn chặn hỏa tiễn đạn đạo và trong đó gần như mỗi một cái hỏa tiễn như vậy, như vậy trị giá khoảng 2 triệu mỹ kim và điều này cho thấy rằng là phía của hồi giáo hoa đang tìm cách gọi là khuấy động ở trên khu vực biển hồng hải tuy nhiên điều mà phía hải quân phải đưa ra đó là một cái hỏa tiễn trị giá 2 triệu bắn trận một cái tròn của phía iran chế tạo cung cấp cho hoa thi trị giá không tới hai ngàn mỹ kim đây được xem là một trong những câu hỏi mà phía Quốc hội Hoa Kỳ đã đặt ra với lại phía Bộ Quốc phòng là phương pháp nào giảm đi những chi phí ngăn chặn này mà không phải sử dụng tới những cái hỏa tiễn được xem là tân thời của Hoa Kỳ có trị giá quá bắt mỏ. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất trong cuộc điều trần của tư lệnh ngành hải quân. Trong khi đó thì Thượng viện đã thông qua cái ngân sách 95 tỷ Mỹ Kim hồi tháng 2 và hiện nay Hạ viện dường như đã bắt đầu đưa ra những hạ những cái dự luật riêng biệt để mà có thể thông qua việc hỗ trợ cho Do Thái, Ukraine và Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Chúng ta không còn thời gian để tổn phí. Đây là lời khẳng định của các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đang muốn gia tăng sự cạnh tranh của họ để đóng lại khoảng cách của họ và Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc. Đây được xem là một trong những tâm điểm trong phiên họp tại Brussels. Bản tin từ Brussels cho biết thì các nhà lãnh đạo của Liên Hiệp Âu Châu trong ngày thứ Năm đã tranh luận về một cái thỏa thuận gọi là cạnh tranh toàn diện của Liên Hiệp Âu Châu giúp cho 27 quốc gia thành viên này đóng lại khoảng cách của họ với lại Trung Quốc và Hoa Kỳ được xem là những đối thủ cạnh tranh về kinh tế trên thế giới hiện nay thì do cái tình trạng gọi là địa, địa lý chính trị khác nhau và cuộc chiến của nga tại ukraine cũng như sự gia tăng căng thẳng tại trung đông đã trở nên nhiều thách thức hơn cho nền kinh tế và các nhà lãnh đạo của liên hiệp âu châu tin rằng cần phải có hành động và trong đó thì trung quốc hoa kỳ và âu châu được xem là ba nền kinh tế lớn nhất trên toàn cầu. Tuy nhiên, Liên Hiệp Âu Châu trong gần 30 năm nay gần như là nền kinh tế của họ đã bị dậm chân tại chỗ trước áp lực tăng trưởng của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Trong đó, bao gồm luôn việc cả hai quốc gia này, Trung Quốc và Hoa Kỳ, đều đầu tư vào việc sản xuất nội địa và hỗ trợ cho những công ty sản xuất nội địa, cũng như giảm thuế cho những công ty này, khiến cho Âu Châu trở nên cạnh tranh khó khăn hơn. Và trong cuộc hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, thì à, cựu chủ tịch của quỹ hội của nhà băng của ngân hàng trung ương Âu Châu là Mario Draghi nói rằng Âu Châu không thể để cho những cái cuộc cạnh tranh bên ngoài gây nghiêm trọng tới chính sách và điều này Âu Châu phải có một cái vai trò lớn hơn và Âu Châu cần phải có một cái nền kinh tế vững vàng hơn và trên thực tế thì cả Hoa Kỳ lẫn phía Trung Quốc đã hỗ trợ cho việc sản xuất nội địa của họ và họ đích thân có những cái ngân sách riêng hỗ trợ cho nội địa và điều này đã ảnh hưởng tới cái thị trường xuất cảng và cái thị trường tiêu thụ của Âu Châu và các lãnh đạo của Âu Châu đã đề nghị là Âu Châu cần phải mở rộng cái việc hỗ trợ cho các công ty trong các kỹ nghệ để cạnh tranh với cả Hoa Kỳ lẫn phía của Trung Quốc. Trong đó thì Âu Châu nói rằng chính quyền của Joe Biden đã chi ra tiền rất nhiều cho cái đạo luật gọi là Inflation Reduction Act thúc đẩy việc sản xuất ở tại Hoa Kỳ và trong khi đó thì Trung Quốc đã đầu tư và hỗ trợ cho kỹ nghệ xe điện của họ và cái ngành gọi là solar panel tức là thái dương điện trong khi đó thì Âu Châu vẫn chưa có một cái chính sách hỗ trợ cho những công ty nội địa đây được xem là phiên họp khá quan trọng của Liên Hiệp Âu Châu nhằm đối phó với tình trạng mà họ đã bị sa sút và thua sút cho thị trường của Hoa Kỳ và Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, sau Mexico thì tới phiên Venezuela đã đóng lại tòa đại sứ của họ tại Ecuador. Bản tin mới nhất cho biết thì tổng thống của Venezuela là ông Nicolás Maduro đã ra lệnh đóng lại tòa đại sứ và lãnh sự quán của ông tại Ecuador vào ngày thứ ba, tiếp theo việc mà Mexico đã phản đối một cuộc đột kích của chính quyền Ecuador nhắm vào tòa đại sứ của Mexico ở tại Quito, tức là thủ đô của Ecuador. Và Venezuela hoàn toàn ủng hộ cho yêu cầu của Mexico là buộc Liên Hiệp Quốc phải ngưng lại vai trò thành viên của Ecuador trong cái hệ thống thế giới. Trong đó thì ông Maduro lên tiếng và nói chuyện với lại các nhà lãnh đạo của cộng đồng các quốc gia thuộc châu Mỹ Latin và các quốc gia thuộc vùng biển Caribbean. Trong đó thì Tổng thống của Ecuador là Daniel Noboa đã ra lệnh cho các viên chức tấn công vào tòa nhà ngoại giao của Mexico trong ngày 5 tây tháng 4 để bắt giữ cựu phó tổng thống của quốc gia này là Chocolat về các tội liên quan tới hình sự và trong đó gần như là đã gây ra một cái sự nổi giận của Mexico và tổng thống của Mexico đã lên tiếng kêu gọi phía Liên Hợp Quốc là phải lập tức đình chỉ vai trò thành viên của Ecuador. Ngay lập tức thì ông Tổng thống của Venezuela là ông Nicolás Maduro đã lên tiếng và nói rằng ông cũng sẽ đóng cửa tòa lãnh sự quán và đại sứ của Venezuela tại Ecuador để phản đối hành động này. Trong cú điện thoại nói chuyện giữa ông Tổng thống López Obrador của Mexico với lại ông Nicolás Maduro thì họ cho biết rằng việc này là và hành động không được xem là vi phạm vào cái hiến chương của Liên Quốc ở tại Viên trong đó là đã tấn công vào một cái trụ sở ngoại giao chính thức của một quốc gia. Đây được xem là một trong những cái cuộc đối đầu gay gắt của những quốc gia ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, đặc biệt là hành động của Ecuador được xem là vi phạm vào cái hiến chương của Liên Hợp Quốc ở tại Viên, trong đó nghiêm cấm việc tấn công vào các trụ sở ngoại giao. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình Á châu ngày hôm nay đầu tiên hết là các nhà lập pháp của hoa kỳ đã nhắm vào các công ty đã hỗ trợ quân sự cho việc cộng sản trung quốc và trong đó họ nói rằng là đã hỗ trợ cho nga và có thể sẽ có những lệnh cấm vận mới từ phía của hoa kỳ bản tin mới nhất cho biết thì các nhà lập pháp của hoa kỳ hôm thứ tư đã giới thiệu một cái dự luật lưỡng đảng trong đó sẽ ban lệnh cấm vận với các công ty quân sự của trung quốc đã cung cấp các nguyên liệu hỗ trợ cho phía của nga và dự luật này đang gia tăng cái sự báo động về việc washington đang lo ngại tình trạng những nguyên liệu của Trung Quốc đã chuyển qua phía của Nga theo tường trình của Bộ Ngoại Giao cho biết là giúp cho Nga có cái nền kinh tế tốt hơn và trong đời họ có đủ tất cả những nguyên liệu sản xuất vũ khí trong bãi chiến trường tại Ukraine bất kỳ một công ty nào giúp đỡ cho phía của Nga gây kinh hoàng tại Ukraine đặc biệt là cái kỹ nghệ quốc phòng của Trung Quốc cần phải được bị trừng phạt và họ phải bị trừng phạt đầy, đầy đủ bởi các thành viên của Hoa Kỳ. Đó là chủ tịch của Ủy ban đặc trách về đối phó với Cộng sản Trung Quốc là ông dân biểu Gallagher của Wisconsin, người đã bảo trợ cho cái dự luật này đã đưa ra trong một cái tiểu Ủy ban của ông để bỏ phiếu. Và đây là thời gian mà chúng ta buộc phía Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về tài chính khi mà họ hỗ trợ cho nga một cách gián tiếp dự luật này có tên gọi là No Limit Act, trong đó thì sẽ à, buộc tất cả các công ty quân sự của Trung Quốc phải cung cấp cho chính phủ Hoa Kỳ 180 ngày à, để biết được là họ có thể rút ra khỏi thị trường của Nga hay không hay họ sẽ đối diện với toàn bộ lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và À, một trong những uh, nhà, dân biểu đã bảo trợ cho cái dự luật này là dân biểu Che Golden ở, thuộc tiểu bang Maine ở đảng dân chủ và John Molina uh, thuộc đảng cộng hòa của Michigan và Jimmy Panetta của đảng cộng hòa ở đảng dân chủ tại California. Trong những năm gần đây thì đã có hàng loạt các cái dự luật được giới thiệu trên Quốc hội nhằm giới hạn tất cả những cái hoạt động về lĩnh vực quân sự của Cộng sản Trung Quốc. Từ năm 2013 cho tới năm 2021 đã gia tăng ít nhất là 6 lần mà một tổ chức chiến lược ở tại Washington DC cho rằng là điều này có thể dẫn tới một cuộc đối đầu gay gắt hơn giữa phía Cộng sản Trung Quốc và phía của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và của Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, tổ chức chiến lược Hoa Kỳ đặc trách về Indo-Pacific cần phải quảng bá thêm việc phát triển kinh tế đối với những quốc gia có chung suy nghĩ, không phải chỉ là vấn đề quốc phòng. Đây là một kết luận của Ủy ban trên sàn Thượng viện của Hoa Kỳ. Chiến lược chiến trục Hoa Kỳ về Indo-Pacific là cần tập trung vào cả hai lĩnh vực quốc phòng và kinh tế, đây sẽ là một trong những cái chiến lược lâu dài và nó giúp cho tầm ảnh hưởng Hoa Kỳ tốt hơn. Đây là lời kết luận của một quỹ ban trên sàn thượng viện trong cuộc điều trần vào ngày thứ tư, Hoa Kỳ cần phải có sự hiện diện không những là đối với những đối thủ cạnh tranh của chúng ta mà còn phải là kềm chế và giúp cho những quốc gia đối tác ở khu vực có thể phát triển kinh tế tốt hơn. Đó là lời phát biểu của thượng nghị sĩ Ben Cardin của đảng dân chủ tại Maryland là chủ tịch của ủy ban đối ngoại tại thượng, viện, tại thượng viện và trong đó nói rằng là phải giúp cho những quốc gia Á Châu tránh dần cái nguồn kinh tế lệ thuộc vào Trung Quốc và trong việc mà chuyển trục về Á Châu cấu trúc về hạ tầng cơ sở và đầu tư trong khu vực Indo-Pacific là cần thiết để mà giúp cho các quốc gia ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương hiểu rõ hơn về cái chính sách của Hoa Kỳ cũng như là kềm chế cái khả năng gọi là đe dọa từ phía Trung Quốc. Chúng ta đã có rất nhiều những đồng minh về vấn đề liên quan tới quân sự. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa làm đủ trong vấn đề mậu dịch, đầu tư và ngoại giao. Và điều này nó sẽ là một bãi chiến trường mà chúng ta cần phải đối diện. Đó là lời phát biểu của ông đưa ra. Cùng một lượt thì Thượng nghị sĩ của Đảng Đảng Dân chủ ở New Jersey là Bob Menendez, ông nói rằng ông tin là Hoa Kỳ đang đối diện với cái thách thức về gọi là cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc ở tại khu vực này và điều tốt nhất là phải có tăng cường cái nguồn đầu tư vào khu vực indo pacific và tạo ra những cái thỏa thuận về tự do mậu dịch với các quốc gia đối tác để tạo ra cơ hội kinh tế cho họ phát triển và tránh dần cái tầm ảnh hưởng của trung quốc trong khi đó thì harry harris được xem là một cựu đại sứ của hoa kỳ ở tại nam hàn đã tái nhắc lại là cần thiết hoa kỳ đã đánh mất nhiều cơ hội trước đây và bây giờ họ cần phải chiếm cái cơ hội này để thúc đẩy cái việc phát triển chung song hành giữa quân sự và kinh tế tại khu vực của Indo-Pacific. Đây được xem là một trong những quan điểm mới nhất của phía Hoa Kỳ đã đưa ra trong lúc mà phía Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng thông qua một vành đai một con đường. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Đó là các nhà lập pháp của Hoa Kỳ đang thúc đẩy việc thay vì là cung cấp vũ khí cho Đài Loan thì họ đang thúc đẩy việc sản xuất vũ khí tại Đài Loan và đây là một cái chiến lược mới có thể tăng cường khả năng kềm chế với Cộng sản Trung Quốc. Các nhà lập pháp của Hoa Kỳ, cả hai đảng đang gia tăng việc thúc đẩy việc chuyển một số những cái sản xuất vũ khí qua Đài Loan chính sách của Hoa Kỳ và giới chính trị của Hoa Kỳ thông qua cái trang báo của tờ Politico báo cáo vào ngày thứ tư 17 tây tháng 4 vừa qua là đã có số lượng rất đông những thành viên trong Quốc hội Hoa Kỳ đề nghị là cho phép Đài Loan được sản xuất một số những cái hệ thống vũ khí do Hoa Kỳ thiết kế và trong đó là để cung cấp cho các cái nguồn ở khu vực trong bao gồm cả các chiến đấu cơ, các xe tăng, các drone và các hỏa tiễn. Tuy nhiên một số chuyên gia thì lo ngại rằng Đài Loan đang nằm dưới cái sự hoạt động rất mạnh của lực lượng gián điệp Trung Quốc và có thể sẽ trở thành một cái nơi mà có thể Trung Quốc đánh cắp các kỹ thuật về quân sự của Hoa Kỳ. Trong những năm gần đây thì mối quan hệ của Đài Loan và Hoa Kỳ trở nên tắt chặt hơn và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Loan gia tăng so với thời gian trước đây. Trong đó thì họ cho biết rằng do cái tình trạng thiếu nguồn nguyên liệu và thiếu các cái nguồn lao động tức là những người nhân công và cái chính sách chuyển trục về Á Châu được ưu tiên hàng đầu và trong đó thì các nhà lập pháp nói rằng nếu Đài Loan là một quốc gia độc lập và sản xuất các cái loại vũ khí cho Hoa Kỳ và hệ thống vũ khí cho Hoa Kỳ thì không những gia tăng cái hệ thống gọi là quốc phòng của Đài Loan chống lại Trung Quốc mà đồng thời cũng có thể giúp đỡ cho Hoa Kỳ có thể đưa những cái vũ khí được chuyển tới khu vực của các quốc gia khác ở Á Châu nhanh hơn. Và người đưa ra cái sáng kiến này chính là ông Mike Gallagher chủ tịch của tiểu quỹ ban đối phó với đảng cộng sản trung quốc đã đề nghị là sẽ có một số những cái phụ tùng về vũ khí chuyển cho phía đài loan sản xuất bao gồm các cái tròn và kể cả một số những cái tròn hoạt động dưới mặt nước trong đó đã được khai triển ở trong giới quân sự của đài loan và tiếp theo chuyến viếng tâm đài loan hồi tháng 2, ông mike Gallinger nói với tập Politico là cần phải có một cái sự gia tăng kềm chế đối với tập Cận Bình và khiến cho tập Cận Bình phải suy nghĩ hai lần trước khi mà họ sử dụng lực lượng quân sự PLA để có thể tấn công đảo quốc Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái sáng kiến được đưa ra bởi các nhà lập pháp Hoa Kỳ và họ muốn rằng cái việc mà hỗ trợ cho Đài Loan sản xuất vũ khí này sẽ được đính kèm trong cái dự luật quốc phòng gọi tắt là NDAA và trong đó bật đèn xanh cho việc chuyển một số những cái kỹ thuật về sản xuất vũ khí cho Đài Loan để sản xuất ở địa phương và điều này đang được thúc đẩy bởi phía của quốc hội. trong khi đó thì bộ ngoại giao của Hoa Kỳ có thể ủng hộ cho chiến lược này. thứ trưởng đặc trách về Đông Á của bộ ngoại giao là ông Kurt Campbell trong cuộc nói chuyện trong một cái tổ chức chiến lược an ninh vào ngày 3 tháng tháng nói rằng giải pháp tốt nhất để kềm chế Trung Quốc là Hoa Kỳ cung cấp cái môn bài và một số những cái sản xuất vũ khí ở tại Đài Loan để giúp cho Đài Loan tăng cường khả năng kềm chế đối với lại cái việc mà gọi là đe dọa từ Trung Quốc và có thể giúp cho Hoa Kỳ nhanh chóng cung cấp nguồn vũ khí cho các quốc gia đối tác tại Á Châu, Thái Bình Dương nhanh hơn thay vì chờ đợi xài sản xuất tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới đảo Cúc Đài Loan ngày hôm nay, cuộc tập trận Han Quân với một cái sự mô phỏng của máy computer sẽ chính thức bắt đầu trong tuần này. Bản tin từ Đài Bắc cho biết thì cuộc tập trận 8 ngày với cái cuộc mô phỏng của computer sẽ diễn ra với à, à, cuộc à, vào ngày thứ sáu tuần này và mang tên là Han Quân 40. Cuộc tập trận năm nay là sẽ đối phó với những cái tiềm năng đe dọa gần đây bao gồm cái khả năng quân sự của Đài Loan, các bài học học từ bài cuộc chiến của Nga tại Ukraine cũng như là cuộc giao tranh giữa phía do Thái và Hamas theo tường trình của Bộ Quốc phòng Đài Loan đã đưa ra trong một cuộc họp báo và cuộc tập trận này sẽ có những cái điều kiện đặt ra những cái bản bản mô phỏng của những bãi chiến trường trong đó bao gồm luôn sự chuẩn bị của Đài Loan và cái hành động gọi là thử nghiệm về báo động tình trạng chiến tranh ở đảo quốc Đài Loan cũng như là cái khả năng bảo vệ cho tất cả những hạ tầng cơ sở của Đài Loan và sự gọi là phản ứng của người dân, đặc biệt là trong các khu vực mà họ mô tả là vùng Grey Zone hoặc là có cái hành động gọi là phong tỏa từ phía của trung quốc. đây được xem là cuộc tập trận lớn nhất hàng năm của đài loan gọi là han quân và năm nay là cuộc tập trận han quân lần thứ 40 và trong các kịch bản tập trận này sẽ bao gồm luôn việc mà làm cách nào di tản dân của đài loan trong lúc có chiến tranh tới Philippines hoặc là tới các cái đảo do phía Nhật Bản quản trị để tránh tình trạng mà họ trở thành nạn nhân của chiến tranh. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mà Bộ Quốc phòng của Đài Loan đã đệ trình cho cái hội đồng lập pháp của Đài Loan trước khi cuộc tập trận Han Quân thứ 40 sẽ bắt đầu vào thứ sáu tuần này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ thì chúng ta bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận cho phép Phong nhắc là ngày 25, 26 và 27 tháng 5 sẽ có một cái đại nhạc hội lớn của công ty Teletron tổ chức tại thành phố San Jose, Bắc California với sự tham gia của rất đông đảo anh chị em nghệ sĩ. Quý vị nào cư ngụ ở San Jose hoặc các vùng phụ cận Oakland, San Francisco vân vân, có thể ghé về San Jose tham dự cái đại nhạc hội này ở trung tâm của người Việt ở tại San Jose và ngay trong trước cửa tiệm của Teletron, mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại miễn phí là 1877 892 6999, 1877 892 6999 hoặc vào trang web là teletronusa.com. TeletronUSA.com để biết thêm chi tiết Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều Đã bảo trợ cho TMP Channel Và bây giờ chúng ta lại bước qua cái Phần đọc comment nha quý vị Bước qua tất cả những cái uh, Lời chào hỏi của quý vị uh, Hôm nay chào hỏi hơi nhiều nha Tôi ra xuống mà tới uh, uh, Hơn hai trang chào hỏi đó Rồi à uh, okay. Iran thùng đổng kêu to 300 hỏa tiện của Iran Người Do Thái không bị hề hấn gì Đã nói lên tất cả chưa biết được là lần này là nhờ cái hệ thống phòng thủ của Do Thái hữu hiệu tức là dàn Iron Dome. Thứ hai là nhờ các cái quốc gia đồng minh họ sử dụng các chiến đấu cơ dùng các tên lửa cái cái hỏa tiễn gọi là không đối không air to air đó để bắn hạ các hỏa tiễn này. Thì quý vị đây là cái sự đóng góp của cả Anh, Pháp, Hoa Kỳ và Jordan. Do đó chúng ta đừng có khinh thường bởi vì Iran trong những năm gần đây họ phát triển rất mạnh về cái lĩnh vực quân sự và ngay cả Nga đã sử dụng một số hỏa tiễn và drone của Iran ở trong chiến trường Yemen cho nên đừng nghĩ rằng là họ dở, có điều là cái mức độ của họ như thế nào về phòng thủ chúng ta chưa biết. Trừ khi là do thái tấn công chính thức thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái khả năng phòng thủ của họ. Còn bây giờ họ sản xuất đa số là tấn công. Chưa phải phòng thủ. Do đó phải đợi khi mà do thái tấn công vào lãnh thổ của Iran thì chúng ta mới thấy được thực chất của của Iran về cái hệ thống phòng thủ của họ như thế nào nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Ok. Thấy cũng mất công họ tấn công do Thái không nói mà do Thái tấn công lại thì lên án do Thái chơi kỳ vậy. Tôi đã nói với quý vị, bây giờ các quốc gia đồng minh đang áp lực đang áp lực ông Yahoo. Tuy nhiên Netanhu đã nói rồi là quyền quyết định sẽ nằm trong tay của người dân Do Thái chứ không phải quốc gia nào khác và Do Thái vẫn giành quyền tự vệ thì quý vị đây là lời khẳng định của ông có nghĩa là ông đã đưa ra tín hiệu chúng tôi sẽ không dừng lại cuộc tấn công vào Iran quý vị tự lo đi có nghĩa là ông đã đưa ra dấu hiệu này tuy nhiên thì giống như tôi nói là có lẽ phải chờ qua cuối tuần này là bởi vì đáng lý thứ sáu thì quốc hội Hoa Kỳ duyệt thì bây giờ cái ngân sách hỗ trợ cho Ukraine và cho do thái sẽ dời qua ngày thứ bảy do đó thì có lẽ là do thái đang chờ đợi chuyện này và họ đánh giá thêm về cái cái thiệt hại hoặc là những cái thách thức mà họ sẽ đối phó một khi họ chính thức tấn công vào iran thì quý vị đây là cái mà tôi nghĩ rằng là do thái đang cân nhắc và họ đang chờ đợi cho quốc hội hoa kỳ duyệt xong cái ngân sách đã nha Iran tiên đã tuyên bố chỉ cần một cuộc xâm lược nhỏ sẽ không còn lãnh thổ do Thái. Vậy Mỹ nên cân nhắc, trả đũa, xóa bỏ được tất cả chế độ làm giàu do Nam chế độ này. Tôi nói rồi, cái cách hay nhất là Joe Biden phải làm ngay từ đầu. Nhưng ông ta đã không làm. Thì bây giờ tình hình đã tới mức lỡ dở. Tình hình đã tới mức lỡ dở rồi. Bây giờ quyền quyết định nằm trong tay của do Thái. Nhưng mà tôi biết nếu do Thái tấn công Iran thì sẽ bùng nổ một cái tác động lên toàn cầu sẽ sẽ bùng nổ một cách tác động lên toàn cầu. Vấn đề còn lại là do Thái sẽ phải cân nhắc. Họ sẽ phải cân nhắc. Bây giờ thì các quốc gia Ả Rập chưa dám lên tiếng. Họ chỉ lên tiếng trong vấn đề Palestine thôi. Và quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Quốc không giải quyết vấn đề này, mà lo tổ chức một cuộc bỏ phiếu để thừa nhận một quốc gia Palestine. Hành động này của họ là châm dầu vào lửa nhiều hơn. Châm dầu vào lửa nhiều hơn trong khi không giải quyết cái sự căng thẳng giữa do Thái và Iran, bây giờ lại đi bỏ phiếu cho cái gọi là một thừa nhận một quốc gia Palestine. Tôi chắc chắn kỳ này châu bên ở cái tế không dám bỏ phiếu trắng nữa. Ông ta sẽ bỏ phiếu phủ quyết. Tại vì trong 15 thành viên chỉ cần 5 quốc gia thành viên một quốc gia phủ quyết thôi, toàn bộ sẽ không ra, ra được một cái nghị quyết nào hết. Thì kỳ này châu bên sẽ không dám bỏ phiếu cho một quốc gia Palestine đâu. Tôi dám bảo đảm với quý vị luôn. Mà quý vị thấy chưa? Cái hội đồng bảo an Liên quốc gần như là bại liệt. Gần như là bại liệt rồi. Và bà Lee Struth nói rất đúng. Chúng ta không cần một cái Liên Hiệp Quốc nữa. Tại vì bà nói rằng tôi không nhìn thấy được cái mục tiêu tồn tại của cái tổ chức này. Là cái gì? Mục tiêu tồn tại của nó là cái gì? Thì quý vị, tôi nghĩ rằng là kỳ này nếu mà Do Thái tấn công Iran thì coi như là tất cả phải... Uh, đưa vào cơn khủng hoảng kể cả cái trật tự thế giới từ cái trật tự thế giới từ cái tổ chức cơ chế của liên hiệp quốc cho tới cái nền kinh tế trên toàn cầu tất cả sẽ bị đảo lộn hết và có lẽ đến lúc chúng ta phải viết lại cái trật tự mới của thế giới một cách minh bạch rõ ràng hơn tại vì cái trật tự thế giới đã được viết sau đệ nhị thế chiến phân cực giữa khối cộng sản và khối tự do nhưng mà rồi thì nó lại bị tu chính trong cái lúc mà khối cộng sản sụp đổ nó biến thành một cái vùng màu xám đầy nguy hiểm. Thì bây giờ tới lúc chúng ta phải phân cực trở lại và phải minh bạch trong cái ngôn ngữ thật, đừng dùng những ngôn ngữ chung chung nữa. Nó sẽ không nó sẽ tạo ra những cái lỗ hổng và những cái lỗ hổng từ những ngôn ngữ chung chung này nó sẽ tạo ra bất ổn tiếp. Do đó tôi nói rằng cuối cùng thế giới sẽ đi tới phân cực. No matter what, nước Mỹ bị phân cực thì cả thế giới cũng sẽ bị phân cực và rất là rõ ràng nha yeah. rồi tiếp tục sau cùng thì Hoa Kỳ phải chiều theo đồng minh cứng đầu do Thái chứ không thể bỏ rơi vì quyền lợi của Hoa Kỳ tôi đã nói quý vị rồi ngay từ ngày do Thái lập quốc cho tới bây giờ do Hoa Kỳ vẫn bảo vẫn bảo bọc với do Thái no matter what bởi vì đây là quyền lợi của Hoa Kỳ không những là quyền lợi của người dân do Thái mà còn là quyền lợi của Hoa Kỳ nữa do đó thì Joe Biden sẽ ở thế không còn chọn lựa nào khác cuộc chiến bùng nổ, Joe Biden phải ra mặt ủng hộ mạnh mẽ cho Do Thái. Và điều này có nghĩa là ông ta phải đi thuyết phục Âu Châu. Thứ nhất, về mặt đối ngoại, ông ta phải đi thuyết phục Âu Châu. Và về mặt đối nội, ông ta phải chấp nhận mất cái khối phiếu ủng hộ. Đây là điều không thể tránh khỏi nha. Rồi, tiếp tục. Ok, à, Hơn 20 năm Israel đã mong muốn có ngày cội chính đáng để tấn công Iran nếu cuộc chiến này xảy ra sẽ khốc liệt hơn nhiều ra nhiều. Thì tôi nghĩ rằng cuộc chiến này khốc liệt tại vì cái cái khu vực này nó không kém gì Âu Châu cả. Nó là cái nguồn gốc của nguồn năng lượng của thế giới. Thứ nhất là cái nguồn năng lượng của thế giới. Và thứ hai, nó là cái nơi luôn luôn có những cái lửa ngầm và cuộc xung đột này sẽ già, sẽ khiến cho một số lửa ngầm bùng phát và và đốt hết tất cả mọi thứ và làm lại từ đầu những cái lửa ngầm đó về xung đột chủng tộc xung đột tôn giáo và xung đột quyền lợi nó sẽ được khơi lên hết nó sẽ được khơi lên hết và một lần thì tất cả những ngọn lửa ngầm này sẽ được giải quyết sẽ được giải quyết nếu do thái tấn công vào iran Do đó mức độ của nó sẽ khốc liệt hơn Ukraine rất là nhiều Bởi vì nó có nhiều ý nghĩa khác nhau Sự sống còn của dân tộc Do Thái Quyền lợi về năng lượng của các quốc gia Ả Rập Rồi sự gọi là xung đột giữa các tôn giáo Có thể sẽ bùng nổ một lực luôn Và giải quyết một lần luôn Có thể đó nếu mà cuộc chiến này chính thức mà Do Thái tấn công vào Iran Thì có như là họ sẽ nhấn nút cho cái sự xung đột này bùng nổ lớn hơn nha rồi tiếp tục nếu ngày 45 trở lại à, giải quyết trung đông và eo biển là chỉ trong một nốt nhạc không có gì gì không nốt nhạc đó là nốt nhạc nào làm sao giải quyết trong một nốt nhạc đây tôi không tin như vậy ông trump không phải là thánh ổng là một ông tổng thống có bản lĩnh nhưng mà giải quyết một vấn đề không phải chỉ trong vòng một ngày giải quyết tất cả vấn đề thế giới không thể trong vòng một ngày. Có thể có những vấn đề ổng thúc đẩy trong vòng một ngày, như là vấn đề của Ukraine mà ổng từng tuyên bố, nhưng mà vấn đề của Trung Đông, vấn đề của Á Châu nó khác xa lắm. Do đó, đừng có thần tượng hóa quá. Ok. Ông Trump là một tổng thống có bản lãnh, nhưng ổng không phải là thánh để có thể làm tất cả mọi thứ. Nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À, lướt qua một số cái đọc rồi. Ok. Hoa Kỳ càng đưa quân tới Á Châu ngày càng nhiều, không thấy tập cận mình phải suy nghĩ, hai lần rồi phải nói là tập cận mình và đến đường cùng rồi không còn cách giải quyết vấn đề kinh tế nữa. Thật sự quý vị, ngày hôm nay Bắc Kinh đã bắt đầu có cái suy nghĩ là họ khi mà họ thấy Hoa Kỳ chuyển cái uh, hỏa tiễn tầm trung tới khu vực của Philippines. Thì họ đang duyệt tới việc mà tăng cường mạng lưới Piole ở tại biển Đông. Thì cái đó là cái phần tin uh, Hoa Kỳ ngày hôm nay tôi có đó tin Hoa Kỳ và tin Á trong ngày hôm nay tôi có đó, thì Bắc Kinh đang dự tính là sẽ tăng cường cái mạng lưới quân sự của họ tại khu vực Biển Đông. Trong đó họ sẽ điều quân từ Bộ Chỉ huy miền Bắc và Bộ Chỉ huy miền Đông xuống Bộ Chỉ huy miền Nam, tức là ở Quảng Châu, ở đảo Hải Nam và Hoàng Sa. Thì có nghĩa là Bắc Kinh đã chuẩn bị cho một cái kịch bản sẵn sàng đối đầu rồi đó. Trong lúc mà Hoa Kỳ chuyển những hoa tuyển tầm trung tới khu vực Luzon của Philippines, vừa có thể kềm chế ở trên Biển Đông, vừa có thể bảo đảm an ninh của Đài Loan. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái điểm nóng mà chúng ta cần phải quan tâm ở tại Á Châu Thái Bình Dương nha. <laughs> Lãnh đạo Âu Châu lửa gần không lo mà đâm đầu tác nước phương xa có lẽ họ chạy mặt với Putin rồi. Tôi chưa biết nhưng mà trong cái phiên họp ở Brussels ngày hôm qua và ngày hôm nay thì họ đang đánh lô tô họ đang đánh lâu tô là tình hình gọi là thay đổi chính trị tại Hoa Kỳ. Và thứ hai là cuộc chiến của Do Thái và à, Iran nếu bùng nổ sẽ tác động trực tiếp tới nền kinh tế của Âu Châu. Và thứ ba là sự xúc giảm cạnh tranh của thị trường Âu Châu với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đây là những cái mà gọi là thách thức mà Âu Châu đang nhức đầu. Và kết quả trong cái hiêu tinh nhật ký phần 2 ngày hôm nay của tôi thì tôi có nói vấn đề này. Tôi có nói vấn đề này. Có nghĩa là Âu Châu nếu như không thay đổi cái ý thức hệ chính trị của họ thì họ sẽ đi vào bế tắc. Bây giờ thì quý vị, thứ nhất năng lượng họ lệ thuộc vào Trung Đông, Nga và Hoa Kỳ. Thứ hai, tất cả các mặt hàng của Âu Châu lệ thuộc vào nguồn xuất cản từ Trung Quốc. Thứ ba, là cái ngành cơ khí, tức là ngành xe đó của Âu Châu đang bị quy hiếp bởi Trung Quốc bởi vì BYD đang bán tràn ngập ở Âu Châu. Tức là xe điện BYD đang bán tràn ngập ở Âu Châu. Và điều này khiến cho các công ty cơ khí của Đức là gồm có à, những hãng xe lớn như Audi, Mercedes, Volkswagen vân vân đang phải gặp thách thức. Tại vì xe họ mắc gấp 3 lần xe của Trung Quốc. Xe của họ bán mắc gấp 3 lần so với ở Trung Quốc. Xuất cản quà và bây giờ họ có hai cách một là giới hạn xe trung quốc còn hai là họ phải dẹp bỏ tất cả những cái quy định quá à, quá nuôn chiều với công nhân ở tại à, Âu Châu để tái lập lại cái khâu sản xuất ở Âu Châu bây giờ họ ra những cái chính sách gọi là công lý xã hội họ đẩy công nhân được hưởng nhiều hơn là làm chính điều này nó dẫn tới cái hậu quả đó và bây giờ Âu Châu đang đứng trước nguy cơ có thể sụp đổ cả nền kinh tế có thể sẽ tan rã cả liên hiệp âu châu nếu họ tiếp tục chạy theo cái khuynh hướng được xem là công lý môi trường hay là công lý xã hội chính họ tự tay đốt toàn bộ những cái thành quả của âu châu luôn nha yeah. rồi tiếp tục à, ok em chỉ mong cho thái giải quyết xong hamas rồi à, sau bầu cử tới à, à, mỹ mới dứt iran tôi không nghĩ như vậy đâu tôi nghĩ rằng biến à, cái à, cái cuộc tấn công này nó sẽ được quyết định trong tuần tới. họ không kéo dài cho tới cái à, bầu cử hoa kỳ đâu, mà nó sẽ được quyết định trong tuần tới luôn. chúng ta chưa biết được. có điều là tôi thấy được cái mùi rồi đó. cái mùi là họ sẽ tấn công trong tuần tới đó. chỉ là vấn đề còn lại là netanyahu sẽ đổi chát như thế nào để có sự bảo đảm của các đồng minh, thì ông ta có thể ngưng lại cuộc tấn công này. Bây giờ chính ngoại trưởng của Anh, ngoại trưởng của Đức đang có mặt và Anthony Blinken cũng áp lực. Nhưng mà quý vị sẽ đổi chắc cái gì với Netanyahu? Quý vị sẽ đổi chắc như thế nào với Netanyahu để ông ta ngưng lại cuộc tấn công này? Thì đây là phải coi vào các đồng minh của Do Thái. Thì tôi chưa biết được nhưng có lẽ là họ không muốn cuộc chiến này bùng nổ. Họ phải thỏa mãn cho Do Thái một số điều kiện và họ sẽ quay sang áp lực những quốc gia ở Trung Đông là phải chiều theo ý Do Thái. Thứ nhất là sự ban giao với Do Thái. Thứ hai là các quốc gia Ả Rập phải đảm nhận vai trò quản trị mảnh đất Gaza thay vì để cho người Palestine quản trị. Ít nhất là phải một hai thập niên. Tức là ông Netanyahu sẽ áp lực và họ sẽ áp lực lên việc mà gọi là buộc đưa tổ chức Hamas, Hezbollah trở thành tổ chức khủng bố toàn cầu thì đây là những cái mà họ đang trả giá với lại ông Netanyahu đó nếu họ không muốn nếu họ không muốn Netanyahu mở cuộc mở cuộc tấn công trả đũa thì bắt buộc họ phải thỏa mãn những đòi hỏi của Netanyahu thì các vị cái game này có vẻ như là do Thái nắm đằng cán các đồng minh và Iran đang nắm đằng lưỡi do Thái nắm đằng cán tại vì do Thái họ chấp nhận một là một là họ giành được cái quyền của họ trên toàn là cái sự xác định của các quốc gia Ả Rập. Đây là một đất nước độc lập. Ok, còn hai là do Thái sẵn sàng diệt vong để bảo vệ mảnh đất của họ. Họ chấp nhận để cho toàn cầu bị khủng hoảng luôn. Để bảo vệ mảnh đất của họ do đó, lần này Đức, Anh, Pháp và Hoa Kỳ Tôi không biết là họ sẽ thỏa mãn được bao nhiêu đòi hỏi của Netanyahu. Joe Biden phải chấm dứt cái trò của ổng rồi. Bây giờ là ổng đang đánh lô tô. Do Thái mà tấn công vào Iran là coi như tất cả những cái uh, những cái chiến lược của Joe Biden đều phá sản hết. Kể cả cái chiến lược tranh cử của ông ta cũng phá sản luôn. Tại vì Do Thái mà tấn công Iran thì ngay trong đảng Dân Chủ sẽ có những cái sự chia rẽ trầm trọng. Và sự chia rẽ này là coi như là họ thua rồi Đó là trong nội địa Hoa Kỳ Và Âu Châu cũng sẽ đi tới tình trạng phá sản Và Nga lợi dụng cái Cuộc chiến này Nga sẽ ráo riết tấn công Ukraine Ráo riết tấn công Ukraine Và Trung Quốc sẽ lợi dụng việc này Tăng cường cái khả năng quân sự của họ Ở biển Đông Ở eo biển Đài Loan Thì quý vị Nó sẽ là một bài toán nhất đầu còn nếu mà cái nếu mà đám Âu Châu và Joe Biden không muốn cuộc chiến này bùng nổ thì phải thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của ông Netanyahu. Và khi thỏa mãn như vậy, họ phải thuyết phục những quốc gia của Trung Đông. Tại vì ý của Do Thái không muốn người Palestine quản trị mảnh đất Gaza trong giai đoạn này. Ít nhất là khối Ả Rập. Khối Ả Rập phải tăng cường vai trò quản trị mảnh đất này ít nhất một vài thập niên trước khi trao trả về cho palestine quý vị đây là cái mà tôi đã nói với quý vị không dễ dàng đâu không dễ dàng là à, phía do thái họ bỏ mất cổ này đâu không dễ dàng nha yeah. rồi tiếp tục à, mỹ sản xuất quốc phòng ở đài loan là có ý đồ nếu trung quốc đánh trúng vô mỹ có cớ làm luôn trung quốc à, là cái bẫy của mỹ đó anh thì tôi đã nói với quý vị đây là ở ý của hoa kỳ nó đáp ứng được nhiều thứ và tôi đồng ý cái sáng kiến này của ông Mike Gallagher mặc dù 19 tay này là ông chính thức rời khỏi ghế dân biểu ok và ông người đã thay thế người thay thế ông là người khác rồi thì ông Mike Gallagher đưa cái sáng kiến rất đúng bởi vì nó giải quyết rất nhiều bài toán thứ nhất là Trung Quốc sẽ suy nghĩ nếu mà họ tấn công Đài Loan mà đụng tới cái công ty quốc phòng của Hoa Kỳ là họ tới số thứ hai là cái nguồn cung cấp cho đài loan được sản xuất tại chỗ thì sẽ không giống như ukraine là cứ mỗi lần phải bơm vũ khí chuyển qua chuyển qua còn cái này sản xuất tại chỗ luôn tức là từ cái bài học của ukraine sản xuất tại chỗ luôn thì có nghĩa là hoa kỳ không lo lắm trong cái vấn đề cung cấp nguồn vũ khí cho đài loan và thứ ba là rất nhiều quốc gia ở châu bây giờ tăng cường ngân sách quốc phòng các công ty của hoa kỳ từ Lockheed Martin cho tới Raytheon Technology hay là Groupman đều sản xuất không kịp. Thì bây giờ có Đài Loan sản xuất, có Nhật sản xuất phụ thì mới cung cấp được mới cung cấp được cho các quốc gia đồng minh và đối tác chứ. Bây giờ nước nào cũng tăng ngân sách quốc phòng hết, Hoa Kỳ làm không kịp. Làm không kịp nữa, cái kỹ nghệ quốc phòng Hoa Kỳ bây giờ làm không kịp nữa, nhất là cuộc chiến của Do Thái với lại Iran có thể bùng nổ cuộc chiến của Nga và Ukraine vẫn nằm ở đó Âu Châu thì không đủ khả năng rồi đó tôi đã có bài phân tích đó là Âu Châu không đủ khả năng cung cấp nguồn đạn dược họ bây giờ họ phải đi mua ở bên ngoài để mà cung cấp cho Ukraine bản bản thân của họ cũng sản xuất không nổi không kịp luôn thì cái chiến lược mà đặt cái cơ sở sản xuất tại Đài Loan thì tôi tôi thấy là nó là cái sáng kiến rất hay nó đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau thì cái này tôi đồng ý là nó có nhiều nó đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau thì như vậy thì nó nó đỡ hơn cho Hoa Kỳ nha yeah. rồi tiếp tục rồi lướt qua một số những cái đọc rồi nha ok <laughs> hy vọng cho thái đập đầu rắn Iran một lần cho xong tôi đã nói rồi bây giờ là trên bàn đàm phán trên bàn đàm phán và lần này là coi như là Joe Biden thua ván bài bà này rồi Ông ta nghĩ rằng dùng cuộc chiến này Để ép Netanyahu từ chức Nhưng bây giờ ông ta bị bắt fire Tức là bây giờ nếu Do Thái tấn công Là toàn bộ cái chiến lược Đối ngoại và đối nội của ông ta đều phá sản hết Đối ngoại là ông ta sẽ đối diện Với cái sự hỗ trợ của Do Thái Tuyệt đối Và sẽ lơ là Cái mặt trận của Ukraine Để cho Nga thao túng Và lơ là luôn cái mặt trận ở Á Châu Để cho Trung Quốc thao túng đối nội thì ông ta sẽ phải đối diện với là cái cái phản ứng của những người ủng hộ Palestine và những người Ả Rập nếu do thái cái này tấn công cho nên bây giờ châu bên bằng mọi giá là phải dùng các quốc gia tại vì châu Biden nói chuyện với Netanyahu không được nữa mặc dù đôi bên nói chuyện nhưng mà quan điểm hoàn toàn đối lập nhau rồi do đó bây giờ ông ta phải dùng tới đồng minh Âu Châu thì quý vị thấy là David Cameron đang có mặt ở Trung Đông, đang có mặt ở Do Thái bà ba bót là ngoại trưởng của đức cũng đang có mặt tại do thái họ đang đóng vai trò sứ giả cho joe biden đó tại vì họ biết được cuộc chiến này bùng nổ thì không ai có lợi cả chính bà ba bót nói cuộc chiến này bùng nổ không ai có lợi cả không có lợi cho an ninh của do thái không có lợi cho bất cứ một quốc gia nào hết nhưng bây giờ làm sao cản được cuộc chiến này đây thì bắt buộc họ phải thỏa mãn cho do thái thôi thì coi như là phía do thái cầm cán rồi quý vị nha rồi tiếp tục à những áp lực của Mỹ đần có lẽ làm gì được ông netanyahu đang bị thua ông netanyahu thì tôi đã nói với quý vị rồi rất rõ ràng lần này là netanyahu đang nắm con ách chủ thì bây giờ các quốc gia muốn thỏa muốn do thái không tấn công iran thì phải thỏa mãn mà netanyahu đâu có đòi đòi hỏi quyền lợi cho cá nhân của ông đâu ổng đòi quyền lợi cho dân tộc do thái, bảo đảm an ninh quốc phòng của do thái và bảo đảm tất cả những cái nguồn hàng hóa về kinh tế của do thái, buộc các quốc gia đang đóng cửa với do thái phải mở lại cánh cửa và phải có thêm các quốc gia Ả Rập ban giao với do thái và vùng đất giải Gaza sẽ do tạm thời ít nhất một thập niên, hai thập niên khối Ả Rập phải quản trị, không phải người Palestine. Thì quý vị Những đòi hỏi này Ông Netanyahu sẽ đặt trên bàn Còn nếu không thì thôi Cả thế giới chuẩn bị Là phải đối diện với những cái thách thức Và bây giờ nếu mà Ông đòi hỏi ông không được thỏa mãn Thì các quốc gia kể cả Hoa Kỳ Phải tính tới bài toán Làm cách nào đối phó với cái tác hại Cuộc chiến này xảy ra Giảm đi cái phần tác hại Giảm đi cái phần tác hại Từ cuộc chiến này thì họ phải nghĩ tới điều đó nhưng mà trên nguyên tắc bây giờ tôi nhìn tôi không nhìn ra họ có giải pháp nào để giảm được sự tác hại cuộc chiến này nếu nó bùng nổ thì quý vị đó là cái bài cái bài toán của thế giới là như vậy đó đôi lúc quý vị chỉ một một bước thôi là sai cả gián cờ nếu như trước khi Iran tấn công vào Do Thái, Joe Biden gửi một lời cảnh cáo, anh tấn công là tôi dọc anh ngay. Thì bây giờ đâu có bị tình trạng này bây giờ đâu có bị tình trạng này chính đi sai nước cờ nhu nhược và yếu hèn dẫn tới cục diện ngày hôm nay đó tôi nói quý vị rồi là bài toán của thế giới đôi lúc chỉ có một giây thôi quyết định sai lầm thôi dạ yeah. <laughs> rồi tiếp tục ok do thái tấn công iran thì trung quốc có thừa cơ tấn công đài loan không không những đài loan mà cả philippines luôn không những Đài Loan mà có thể cả Philippines luôn. Nếu như cuộc xung đột của Iran và Do Thái bùng nổ và ảnh hưởng trên toàn cầu. Thì quý vị, Trung Quốc sẽ lợi dụng cơ hội rất là nhiều. Do đó, lần này tôi nói với quý vị là vấn đề còn lại là các cái ông mà thích thỏa hiệp đó, mấy ông sẽ làm như thế nào? Sẽ ngồi xuống thỏa hiệp với Netanyahu. Hay là họ chỉ muốn ép Netanyahu thôi Nếu mà họ ép Họ nói ok anh mà tấn công Là cả tất cả đồng minh sẽ quay lưng với anh hết Nếu họ ép tới mức này Thì Netanyahu cũng không còn chọn nữa Nếu tôi không tấn công cả nước tôi bị diệt vong Sorry You do your job, I do my job Các ông cứ việc quay lưng đi Chúng tôi vẫn tấn công Lúc đó quý vị Đám Âu Châu sẽ như thế nào Nếu họ ép Netanyahu Câu trả lời chúng ta thấy rất rõ ràng Lần này tôi nghĩ là Nắm con ách chủ Nắm con S Là Netanyahu Mấy người khác cầm bài nhưng mà không không chủ động được Không chủ động được nữa Bây giờ Netanyahu là người chủ động Và ngày hôm nay, ngày hôm qua ông đã tuyên bố Là chúng tôi là cái quốc gia quyết định Và chúng tôi có quyền tự vệ Ông đã khẳng định ngày hôm qua đó Ông nói ông rất cảm ơn sự ủng hộ của Đức, của Anh Ông appreciate đó Nhưng mà ông vẫn khẳng định như vậy Có nghĩa là gì? Bây giờ cả Anh, cả Đức, cả Pháp Và kể cả Nhật luôn Phải ngồi lại với lại Joe Biden Giải quyết bài toán này như thế nào? Thỏa mãn cho Do Thái Ngăn chặn Palestine lập quốc Cho tới khi nào Cái suy nghĩ của người Palestine thay đổi và tạm thời quản trị thay nhau quản trị cái vùng đất Gaza. Quý vị, cái này là cái mà tôi nói với quý vị là bài toán này đám Âu Châu nhức đầu rồi. Đám Âu Châu nhức đầu rồi mà muốn đám Âu Châu ép đám Trung Đông thì đám Âu Châu lại phải rút lại một số những cái chính sách của họ. Họ đâu có ép được mà Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập thống nhất. Trừ khi là họ đưa quyền lợi cho những quốc gia này và thuyết phục những quốc gia này mà khi đưa quần lại thuyết phục thì thứ nhất những cái cuộc điều tra về Qatar đó, và tham nhũng đó hay là Vương quốc Ả Rập Thống nhất là phải bị hủy bỏ hết thứ hai thay đổi chính sách của họ để đáp ứng những cái yêu cầu của khối Trung Đông khối Ả Rập nếu muốn giảm cuộc chiến này và nếu muốn các quốc gia Ả Rập đồng ý đòi đòi hỏi của do Thái thì Âu Châu phải nhượng bộ cho Ả Rập nữa Âu Châu phải nhượng bộ cho Ả Rập nữa Thậm chí là họ nói Ê, mấy anh cứ nói tôi là vi phạm nhân quyền hả Dẹp hết cái chuyện này nha Saudi Arabia sẽ nói chuyện đó đó Lúc nào cũng lên đầu Saudi Arabia là đứng nằm trong danh sách 10 quốc gia đàn áp nhân quyền nhất thế giới mà Thì quý vị, họ sẽ đòi hỏi đó Họ sẽ đòi hỏi đó Đâu phải nói họ là họ làm đâu Do đó quý vị Đây là bài toán nhức đầu bài toán rất nhức đầu cho đám Âu Châu và Hoa Kỳ nhất là Joe Biden còn nếu không thì thả đi để cho do Thái tấn công mà khi do Thái tấn công thì Iran chắc chắn sẽ phản ứng và cái phản ứng của Iran nó ảnh hưởng toàn cầu luôn ép không được cho Thái ép không được Iran thì như thế nào bây giờ Iran mà tập trung tất cả hỏa lực của họ tại eo biển Hormuz sẵn sàng bắn phá hết tất cả những cái tàu nào đi ngang qua đó phong tỏa luôn thì lúc đó như thế nào quý vị do đó tôi nói lần này đám Âu Châu gọi như là chấp nhận bài thua rồi chấp nhận bài thua ở Ukraine và chấp nhận bài thua ở tại Trung Đông rồi tức là họ phải dẹp đi tất cả những cái ý thức hệ chính trị của họ nếu như họ muốn thế giới an bình và muốn thế giới có thể gọi là Cùng nhau phát triển thịnh vượng Thì dẹp bỏ tất cả những cái này Dẹp bỏ tất cả những cái nghị trình Mà họ đang đưa ra Còn nếu không là họ tan nát ngay Họ tan nát ngay tại Âu Châu Họ tan nát ngay tại Hoa Kỳ luôn Bên Hoa Kỳ tôi không lo Tại vì bầu cử sắp tới rồi Joe Biden không có cửa thắng đâu Do đó quý vị Nhưng mà Âu Châu Lần này sẽ là rước họa vào thân Nếu cuộc chiến này bùng nổ Nhà. Rồi tiếp tục, em ủng hộ sáng kiến các nơi sản xuất vũ khí đến Đài Loan rất tiện cho Mỹ khi cấp uh, khí tài cho các nước đồng minh tại Đông Nam Á. Thì tôi nói đó, đó là một trong những cái tiện. Và quý vị nên nhớ, trước đó cách đây một năm, hai năm là hãng Lockheed Martin đã đặt công xưởng à, bảo trì ở Đài Loan rồi. Tức là những F 16 của Malaysia, của Indonesia hay là của Singapore mà cần bảo trì không cần trở thẳng về Mỹ nữa mà chỉ cần đưa tới Đài Loan là xong. Thì Đài Loan, Lockheed Martin đã đặt công xưởng bảo trì ở đây rồi. Thì bây giờ tiến thêm một bước nữa thôi. Nhưng nó có nhiều, nó đáp ứng được nhiều yêu cầu. Nó đáp đứng ứng được nhiều yêu cầu của cái nhu cầu trước mắt. Do đó tôi đồng ý cái ý kiến của ông Gallagher là đặt công xưởng sản xuất ở Đài Loan. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau bye bye